Alo, xin chào mọi người. Có ai ở đây không ạ? Không có ai. Không có ai ở đây thì Giang Phạm nói một mình vậy. Xin lỗi chú Nguyễn An một chút. Alo, xin chào mọi người. Hôm nay Giang Phạm sẽ nói về vấn đề Giang Phạm ở Việt Nam ra làm sao, và Giang Phạm sẽ nói nhiều đến vấn đề thời sự ở trong nước Việt Nam. Nhưng trước tiên Giang Phạm muốn nói rằng Giang Phạm là một người ngoài Bắc, sống với Cộng sản cũng đã 29 năm. Khi mà dưới mái trường Cộng sản, Giang Phạm đã bị nhồi sọ về lính Mỹ, lính Ngụy như thế nào. Giang Phạm không có được học về cái thể chế của Việt Nam Cộng Hòa như ở trong miền Nam. Giang Phạm là thế hệ sinh năm 1979, ra đời sau 1975. Từ bé lớn lên, Giang Phạm không có được biết gì về cái lịch sử của đất nước, chỉ bị nhồi sọ một chiều và nghe một chiều, cũng như tất cả các bạn bè của Giang Phạm và một số rất nhiều người hiện tại ở ngoài Bắc không được biết đến và chưa bao giờ họ muốn tìm hiểu về cái nền Cộng Hòa và cái về cái sự đa chiều của tin tức và những cái cập nhật xã hội. Họ né tránh một cách sợ sệt. Họ không dám lên tiếng. Nhất là đối với các chú lớn tuổi như là những người sinh ra năm 1950, 1953, hiện tại vẫn còn không biết gì. Vì họ không bao giờ muốn quan tâm đến tình hình chính trị đất nước của mình. Đến khi Giang Phạm sang đến bên Hàn này, Giang Phạm được tiếp xúc với nền dân chủ tự do. Giang Phạm mới bắt đầu so sánh rằng là tại sao ở trong nước có nhiều bất công vậy? Tại sao bên Hàn này họ bị chia cách bởi Bắc Triều Tiên? Tại sao đất nước của họ rất chi là nhỏ bé mà họ vẫn sống giàu có? Hiện tại họ đi làm ông chủ tất cả trên tất cả thế giới. Hãng Samsung của họ được nổi tiếng, thậm chí vì sao? Vì họ có cái đầu. Họ suy nghĩ, họ rất là thông minh. Vì như vậy cho đâm ra Giang Phạm tìm hiểu từ những Google cho đến mạng xã hội Facebook, Giang Phạm hiểu ra được rằng
Chế độ Cộng sản Việt Nam hiện tại đã và đang cai trị đất nước Việt Nam là một thể chế vô cùng man dợ. Một đảng mà ngồi trên đầu nhân dân hoài, ăn trên quyền lợi của nhân dân, thì người cái đảng đấy không vì dân tộc Việt Nam. Hôm nay Giang Phạm nên lần đầu tiên, Giang Phạm rất chi là run, nhưng lần sau Giang Phạm sẽ cố gắng bình tĩnh hơn. Hiện tại Giang Phạm rất chi là day dứt về tổ quốc của chúng ta. Khi mà 2002 cận kề, đất nước Việt Nam chúng ta liệu có còn ở trên bản đồ thế giới nữa hay không? Nhất là các cô chú ở ngoài Bắc, các cô chú đã và đang làm gì? Tại sao bây giờ vẫn chưa hiểu được ra bản chất của Cộng sản? Tại sao để đất nước đến tình trạng như hôm nay, để tất cả những con cháu của các cô các chú phải bỏ đất nước đi ra? Bọn chúng cháu phải đi qua Đại Hàn, qua tất cả các nước để làm vợ người ta. Vì sao? Lòng tự hào dân tộc của các cô chú có còn nữa hay không? Hai nghìn lẻ hai cận kề sắp đến, đất nước Việt Nam ta có còn được nữa hay không là nhờ các cô chú ở trong nước. Một nền thể chế Việt Nam Cộng Hòa đã quá nhân bản. Nhưng tại sao lại không thắng được Cộng sản? Các cô chú nên hỏi lại mình. Nhất là các cô chú ở ngoài Bắc, những ai mà vẫn còn tin vào Cộng sản, các chú, cô chú hãy nghĩ lại. Các bạn nên tìm hiểu thêm những thông tin đa chiều. Các bạn đừng nghĩ rằng đảng của các bạn là vĩ đại nhất. Đảng Cộng sản hiện tại, họ trên thế giới họ đã vứt vào sọt rác từ lâu rồi. Không ai, không một đất nước nào muốn sống cùng với cả Cộng sản. Chính người dân cũng không có muốn được, có cũng không muốn sống với Cộng sản. Vì vậy, các cô chú ở ngoài Bắc hãy một lần nghĩ xem, chúng ta đang ngồi trên cùng một con thuyền. Nếu con thuyền đó chìm, cả dân tộc Việt Nam sẽ chìm. Vì vậy, hãy lên tiếng, hãy nói cho các cháu, các con cháu biết được rằng Cộng sản là loài, là súc vật, là man dợ nhất. Các cô chú ở ngoài Bắc, các cô chú đã, nhất là các cô chú ngày xưa đã cầm súng chiến đấu, hãy nghĩ rằng chúng ta, đất nước này, tổ quốc này có thoát được Cộng sản hay không? Và
có thoát được tàu hay không, chúng ta phải cùng một lòng bắt tay vào lèo lái con thuyền dân tộc. Xin lỗi các bạn, tác phẩm hôm nay lên mạng lần đầu tiên và live trực tiếp đầu tiên, đâm ra cũng hơi xúc động và có cái nhiều lời thì không có chuẩn. Lần sau Giang Phạm sẽ cố gắng bình tĩnh hơn và mạnh mẽ hơn. Nói tiếp về vấn đề tình trạng xã hội hiện nay, vừa rồi bác Trọng có qua Trung Quốc đàm phán ký kết 10 năm văn kiện lỗi, nhưng chìm không biết sẽ là bao nhiêu. Và sau này không những một Formosa mà trên đất nước Việt Nam sẽ nảy sinh ra rất nhiều Formosa và những các thực phẩm mà các bạn đang ăn ở trong nước, tất cả đều là của tàu, tất cả nguy hiểm đến tính mạng chính bạn và dòng giống của con cháu các bạn. Vì vậy, Giang Phạm mong rằng 2007 này Việt Nam ta sẽ có một sự đổi mới khác hơn. Xin kính chào.